Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe đầu kéo Mỹ với cái thân lốc là 709 hay chúng ta còn thường gọi là 7H15, chân xuyên, bích đuôi. Đây anh em nhé, với cái dòng đầu kéo thì chiếm đến đa số của nó là 12V này. Lốc được bắt vào với lốc máy qua 4 chân, hai chân trên và hai chân dưới. Đây chính là cái con ốc để chúng ta sẽ xả bọ và châm thêm dầu ở đây anh em nhé. Đây là cái buli Light Zecora này. Bản này của nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zecora. Điện áp của nó là 12V. Đây anh em, đây là cái giắc kiện của nó này. Đây là dòng 7 bít tông anh em này. Đấy, 7 bít tông tức là 7 cái bít tông ở trong lốc. Đây chính là cái bích để chúng ta bắt lốc rồi. Đây là cái van áp suất, điều chỉnh áp suất của lốc điều hòa này. Đó, hay chúng ta còn gọi là van áp suất lốc đấy. Đây là hàng mới 100% anh em nhé. Khi mà chúng ta đã dùng hàng này thì nó là miễn chê luôn, từ chất lượng cũng như thiết kế của sản phẩm này. Đó, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của con đầu kéo xe Mỹ. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.